IEC 61850 và các lưới điện thông minh Smart Grid. IEC 61850 được xác định như công nghệ nền tảng cho Smart Grid, các lưới điện thông minh, trong khi phiên bản thứ nhất tập trung vào hệ thống bảo vệ, tự động hóa và điều khiển trạm biến áp. Hiện tại nó đã vượt ra khỏi trạm và bao trùm mọi thành phần của lưới điện thông minh. Từ 5 năm trở lại đây, mọi người bắt đầu nói về Smart Grid và mọi tổ chức muốn có tên tuổi trong công nghiệp điện lực đã đưa lộ trình Smart Grid. Trong khi ban đầu có rất nhiều khái niệm về một Smart Grid tồn tại, ngày nay với một cách hiểu chung, một nguyên lý then chốt của một lưới điện thông minh là sử dụng truyền thông cấp cao và công nghệ thông tin để giữ nguồn cấp điện ổn định và đồng thời hỗ trợ tích cực các nguồn năng lượng mới và giảm tổng điện năng tiêu thụ. Hiển nhiên, IEC 61850 là một trong những công nghệ truyền thông cấp cao có thể hỗ trợ Smart Grid. Trong năm 2014, nhóm làm việc của QG17 của Hội đồng Kỹ thuật IEC-TC57 đã tạo ra danh mục đầu tiên để định nghĩa một tiêu chuẩn cho giám sát và điều khiển nguồn năng lượng phân tán, tiếng Anh gọi là Distributed Energy Resources, DER. Các nhóm làm việc đã quyết định sử dụng IEC-61850 cho một nền tảng công việc này. Và trong năm 2009, bản nháp đầu tiên của IEC-61850, -7/420, các nút logic, hay được gọi là Logical Node, cho DER được công bố. Trong phiên bản đầu tiên này của tiêu chuẩn, tập trung chủ yếu vào điều khiển tại chỗ và giám sát các khối DEA và hệ thống quản lý nhà máy. Các kiểu DEA đề cập trong phiên bản đầu tiên bao gồm động cơ piston, binh nhiên liệu, quang điện, hệ thống hỗn hợp, nhiệt và điện. Với việc thúc đẩy tích hợp số lượng lớn hơn các nguồn năng lượng tái tạo, nên cũng có yêu cầu về một tiêu chuẩn dựa trên giao diện để quản lý tích hợp mạng lưới các thiết bị này. Gần đây, một bộ phận đặc biệt của IEC-TC57, QG17 đang chuẩn bị một báo cáo kỹ thuật gọi là IEC-61850-90-15-DER Grid Integration, mô tả các yêu cầu về giao diện dữ liệu cho các tích hợp và định nghĩa các mô hình dữ liệu IEC-61850 cho giao diện đó. Quan điểm là tạo ra một mô hình dữ liệu chung, mô tả các đặc điểm về điện của bất kỳ khối DEA hoặc hệ thống DEA độc lập với kiểu của nó. Một trong những ưu điểm của quan điểm này là nó có thể dễ dàng ứng dụng với các công nghệ DER mới trong tương lai. Giao diện không chỉ sử dụng để tích hợp các hệ thiết bị, nó cũng có thể ứng dụng với các phụ tải thay đổi được hoặc với các thiết bị hoặc hệ thống lưu năng lượng. Một ứng dụng khả thi của giao diện này là một nhà máy điện ảo Virtual Power Plant, nơi mà các hệ thống quản lý VPP, hay gọi tắt là Virtual Power Plant, phải tích hợp nhiều hệ thống DER cung cấp công suất yêu cầu cho lưới điện. Do vậy, hệ thống quản lý VPP cần biết các đặc điểm điển hình và tức thời của hệ thống được nối tới. Ví dụ như lượng công suất tác dụng và phản kháng có thể được cung cấp và tổng năng lượng có thể được lưu trữ. Dựa trên các yêu cầu về công suất, hệ thống quản lý VPP sau đó sẽ có khả năng đạt công suất phát cho từng hệ thống DER qua các điểm đặt. Nhưng giao diện cũng sẽ hỗ trợ các chế độ vận hành khác của một hệ thống DER. Một trường hợp có thể là một hệ thống lưu trữ năng lượng lớn được nối với lưới và vận hành ở chế độ điều khiển tần số, watt, công suất, bằng cách điều chỉnh năng lượng sơ cấp. Ở từng chế độ, hệ thống DER sẽ vận hành đồng bộ dựa trên các thông số cài đặt và các giá trị đo lường. Ví dụ, ở chế độ điều khiển tần số, công suất, hệ thống DER sẽ đo tần số và nếu tần số lệch khỏi giá trị định mức, nó sẽ phát hoặc tiêu thụ năng lượng dựa trên các thông số cài đặt. Báo cáo IEC 61850-90-15 chỉ là một ví dụ trong các hoạt động của nhóm làm việc QG17 nhằm hỗ trợ việc sử dụng IEC 61850 cho Smart Grid, hay là gọi là lưới điện thông minh. Một báo cáo kỹ thuật mô tả các mô hình biến đổi thuận nghịch dựa trên hệ thống DER đã được công bố. Các mô hình, các động cơ điện đón cắt được cũng như các chế độ của hệ thống lưu trữ năng lượng đang được chuẩn bị. Các công việc khác bao gồm tạo các mô hình mới cho các thành phần của lưới phân phối như các mô hình chỉ thị sự cố hỗ trợ từ phục hồi lưới điện. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin về thiết bị điện cũng giống như là thiết bị truyền thông đặc biệt sử dụng cho các trạm phát điện tiêu chuẩn IEC 61850. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.